Alo, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, 7 tây tháng 3 năm 2019. Chương trình Khoai Dương Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc Xin Hãy Làm Ánh Đúc. Mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức Xin Hãy Làm Ánh Đúc. Sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm mù non nước cháy bùng lên lửa tôi quyến pha tung cồng xiềng. Anh em ơi, đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây. Mà hàng ngàn đời sau vẫn khơi dòng màu thơm, truyền cho
Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa gửi đến cho quý vị và các bạn đó là bản tin ba sạch. Liên minh ba sạch đã đốt trụi 1.000 mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn JYTZ của thằng chó tàu cầm Sen Yanping ở tại tỉnh Bình Dương. Tin nhắn cho chị Lisa hay là Liên minh Dân quân Chiến sĩ Ba Sạch Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai đã tiếp tục thực hiện những gì đã cảnh báo đến với lũ súc vật bán nước hạ dân Đảng Đế Cộng sản Việt Cộng và bè lũ ngoại xâm tàu cầm với chiến thuật đánh nhanh rút lẹ một cách an toàn. Hai anh em Dân quân Chiến sĩ Ba Sạch ở Bình Dương đã đột nhập vào công ty dệt JYTZ của thằng chó tàu cộng Sen Chenvin nằm trong khu công nghiệp Hai Mỹ thuộc phường Bình Chuẩn, xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào đúng lúc 19 giờ tối mọi người đã nghỉ ngày 6 tháng 3 2019. Hai chiến sĩ đã nhanh nhẹn và gửi lại khai quả ba sạch tại kho chứa bông gòn trên 1.000 mét vuông tại đây. Sau khi phát quà một công ty sản xuất bông dệt giấy sợi, hai anh em Dân quân Chiến sĩ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường như một bóng ma biên giới, để lại một kho xưởng bốc cháy ta nói tưng bừng. Ngọn lửa đỏ rực, khói bốc cao nghi ngút. Lũ Hán Nô Đảng Đi Cộng sản Việt Cộng đã quá hoảng sợ và hốt hoảng, vì lại thêm một lần nữa một hãng xưởng của tàu cộng lại bị đốt ngay tại Bình Dương và trong những thủ phủ của tàu cộng tại Việt Nam, thì chúng phải ăn nói làm sao với quan thầy tàu cộng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cả một kho chứa vật liệu hơn 1.000 mét vuông của thằng tàu chó Sen Chenvin đã bị quả công ba sạch thiêu rụi hoàn toàn chị ạ. Đó là một tin vui mà gửi đến cho chị và tất cả mọi người chị ạ. Đám cháy thật là khủng khiếp chị ạ. Đấy. Đây là một cái xưởng mà bông giải sợi của nó đã cháy tan tành theo mây khói như vậy. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Đấy. Cháy một cách khủng khiếp như vậy. Và tiếp tục nữa cho chị. Có nhiều cái tin ba sạch báo chí của Đảng Đi nó không có đăng lên. Nhưng mà thôi. Coi như là chúng ta đã thành công. Cứ tiếp tục cho chị. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Vâng, xin chào anh em đâu lại trên tin tức 24 giờ bên ta. Tin tức tối ngày 6 tháng 3 2019 có nội dung chính sau đây. Thanh Hóa cháy lớn thiêu rụi 100 mét vuông nhà xưởng sấy bao bì ở Thanh Hóa. Một vụ cháy lớn trên diện tích gần cháy nhà tại Phú Thọ, cháy to Bình Dương, cháy xưởng dệt rộng 1.000 mét. Bạn thấy không? Chị lộn chứ đưa qua cái tin này. Phải cho nó cháy lan rộng lên như vậy. Cháy xưởng dệt rộng 1.000 mét vuông ở Bình Dương. Đến 21 giờ ngày 6 tháng 3, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Dương đã khống chế hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng chứa bông gòn rộng hơn 1.000 mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn JYTZ Việt Nam nằm trong cụm công nghiệp Hải Mỹ thuộc phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, bảo vệ trong công ty phát hiện khói bốc ra từ nhà xưởng. Vào kiểm tra thì phát hiện lửa đang bắt đầu cháy. Ngay sau đó, bảo vệ cùng công nhân trong công ty đã dùng biện pháp chữa cháy tại. Tặng nhiều cành hoa nữa cho chị. Cứ tiếp tục cháy lên như vậy đó cho chị.
Đây là một xưởng dệt của thằng Tàu cộng chị à. Cháy rất là đẹp mắt chị ơi. Giải cứu xe ô tô đã bị cháy vào lúc sáng 7 tháng 3 tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa chị ạ. Giỏi lắm. Thanh Hóa cháy lớp thiêu rụi 100 mét vuông nhà xưởng giặt sấy bao bì chị ạ. Cháy nhà tại tỉnh Phú Thọ nổ bình ga vang trời chị ạ. Ngay lúc này cháy to ở tại Tràng Tiền Plaza chị nhé. Bình Dương cháy xưởng dệt rộng 1.000 mét của Tàu Cộng, cháy lớn ở Hóc Môn, cháy lớn ở tại 162 Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân chị ạ. Vụ cháy lớn ở Bình Tân làm rụi 3 căn nhà đường Nguyễn Thị Tú, thiệt hại gần 3 tỷ đồng chị ạ. Cho nên chị nói với tất cả những người dân Việt Nam, hãy mạnh mẽ, coi những thằng công an nào mà đánh đập mình thì phải cho biết địa chỉ nhà vợ con của thằng công an đó, để tất cả mọi anh em người ta chiếu cố cho căn nhà của thằng chó đẻ này và tất cả những thằng nào bưng bô chị ạ. Một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu cộng đâm chìm ở trên biển Hoàng Sa chị ạ. Hay lắm. Kỷ luật trưởng công an phường bị tố quỵt nợ của người ta chị ạ. Giỏi. Cứ tối ngày vậy đó, là công an là nó cứ vậy đó, tố cáo nó bị giật nợ của người ta như vậy đó. Những thằng chó đẻ công an nó cũng là đồng mẹ nó mất dạy thôi. Thằng chó đẻ trung tá Đặng Thành Sơn, trưởng công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội vừa kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Thời nay kỷ luật mà chỉ có khiển trách thôi. Điều chuyển công tác do không minh bạch kê khai tài sản và cho vay nợ nóc lên tới 6 tỷ đồng. Theo nguồn tin được biết là đơn tố cáo của bà Lê Ánh Ngân, sinh năm 65, ngụ tại số 60 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, về việc thằng trung tá Đặng Thành Sơn, trưởng công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm là trưởng công an, rồi bắt đầu là chiếm đoạt tài sản bằng cách là thằng Sơn 7 lần vay tổng cộng số tiền là gần trên 6 tỷ đồng của bà Ngân và rốt cuộc rồi không trả cho bà. Vừa mấy con ở Việt Nam cho chết mẹ đi, cứ tưởng sao nó công an là mẹ nó đàng hoàng lắm, cho vay gần 6 tỷ đồng giờ tiêu tùng rồi, bỏ tật đi. Soi cận cảnh từng con sắn lại lộn ngỗn trong thịt cho học sinh ăn ở trường mầm non đó chị Lisa. Trời ơi chị ơi, ta nói con mẹ này nó bơm cái gì vô trong trái quýt nó bài nó bán, xã hội Việt Nam hết nói nổi rồi chị. Thấy mà không la làng lên là còn ngồi nói gì nữa. Xưởng dệt rộng hơn 1.000 mét phát cháy chị Lisa ạ. Cái này chị đã đọc rồi. Bình Dương chị ạ. Chị ơi, chị tụng kinh linh thiệt chị ạ. Bắt đầu là tại quán karaoke, phó công an phường đã bị chết theo thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh tử vong. Đúng ngày hôm nay 7 tháng 3 là ngày cu hồn nhằm mùng 2, thằng công an thành phố Cần Thơ đã bắt đầu là điều tra về cái chết của thằng công an, thằng chó đẻ công an phường là thằng Bùi Quang Khải 49 tuổi, là phó công an phường Ba Lát, quận Cái Răng. Theo thông tin ban đầu, thằng này quen thói mất dạy y như thằng Hồ, vào quán karaoke bắt đầu mâu thuẫn đối với một người phụ nữ ở phòng karaoke kế bên. Trong lúc giải quyết bất hòa thì thằng chó đẻ công an này đã bắt đầu nhào đến đòi tát vô mặt của người phụ nữ. Người phụ nữ đã xô té xuống cầu thang và đập đầu vô bất tỉnh, đưa đi cấp cứu. Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà cu hồn xô cho nó té xuống thì đầu của nó đụng vào cái cạnh của cầu thang và tường, cho nên xuất huyết não, bắt đầu tử vong, bắt đầu theo thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh chị ạ. Đây là hiện trường mà thằng chó đẻ phó công an của vấn đề là Cần Thơ. Đã vấn đề là kêu bằng là bị người phụ nữ xô té mẹ nó nhào đầu luôn rồi. Ở tại vấn đề là kêu bằng nói là phó công an phường Ba Lát, quận Cái Răng nha. Quận Cái Răng, tao cho mày chết mẹ mày đi, bỏ tật đồ mất dạy. Chết một con đỏ một lon chứ có mẹ gì đâu, để cho bỏ tật mất dạy. Chị Lisa, em mong chị lên sóng đọc những lời em gửi cho chị. Em sinh ra ở vùng biển miền uh, vùng
vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau đó gia đình em vì đói khổ bởi chế độ cai trị của bọn hồ chó đẻ nên đã phải đi kinh tế mới ở vùng đất sông bé rừng thiêng nước độc. Trong khi em đang là sĩ quan mà còn thất tỉnh, thì khi về quê nhà ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, em thật là kinh tởm lũ mỏi rỡ. Nhân dân ở Quỳnh Lưu quê em, chúng vẫn tôn thờ thằng chó đẻ hồ xúc vật. Như vậy thì coi như chúng là những tên giặc, bởi vì ở thời đại này rồi mà người dân ngu ngục ở tại đó chưa chịu thất tình, vẫn coi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh là cha già của cao tàng cố tổ của tụi nó, thì coi như chúng là loài dồi bỏ, chỉ hút máu dân tộc thôi chị à. Thật đau lòng khi vùng đất Quỳnh Lưu đã có truyền thống vô cùng tốt đẹp là từ năm 1956 đã có cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu chó để mà chấp lại lũ tà quyền cộng sản, nhưng bị dìm trong biển máu bởi tên đột tội đồ khát máu Hồ Chí Minh uống máu kinh. Ngày nay đứng trước Formosa đang gây đau thương cho cả nước, thì chỉ có giáo dân và người đứng đầu là cha Thục và cha Nam đáng kính trọng đã lên tiếng đấu tranh. Nhưng càng đau lòng khi mà nhân dân Quỳnh Lưu vẫn chỉ thích làm con chó ghẻ cho đảng cộng sản bán nước này, khi vẫn đấu tố các cha và vẫn truyền miệng cho nhau công giáo là phản động. Em nói thật tâm là nếu có bơ nguyên từ, em xin tình nguyện nét thẳng về quê hương của em Quỳnh Lưu, Nghệ An cho lũ dân ngu khốn nạn đó chết mẹ nó hết cho rồi. Mong chạy lên chương trình đọc cho tất cả những cái lũ ngu ở tại Quỳnh Lưu, Nghệ An nghe, để mà biết được em là một thằng sĩ quan đang tại ngục. Em cảm ơn chị nhiều. Nó ngục quá đó em, ngục quá là như vậy đó. Mong chị Lisa đọc tên và kêu gọi bà con trong nước đưa những thông tin những con chó nào mà hóng hách đi vào đảng để cho toàn dân và những chiến sĩ ba sạch vợ con của chúng nó. Thằng cảnh sát giao thông đánh tài xế, nó tên là thằng đại quý Lê Thành Tấn. Thằng chó đẻ Lê Thành Tấn này ở tại số nhà 288 Nguyễn Huệ, Tuy Phước ở Bình Định. Ai thấy mặt con chó Lê Thành Tấn này hãy gửi hình ảnh cho chị để chị đưa lên để người ta thấy đâu là đâm nó chết con đỉ mẹ nó. Còn những chiến sĩ, những người nào âm thầm trong bóng đêm theo dõi căn nhà 288 ở đường Nguyễn Huệ, Tuy Phước, Bình Định. Tiếp tục thằng công an đánh Đỗ Văn Hải gậy sóng mũi, đó là một thằng chó đẻ thượng quý Nguyễn Duy Linh và thằng thiếu quý Nguyễn Minh Luân. Hai thằng chó đẻ này đều ở tại Phan Đình Phùng, Châu Quế Ba, phường B, thị xã Châu Đốc, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. Hãy nên tìm thằng chó đẻ thượng quý Nguyễn Duy Linh và thằng thiếu quý Nguyễn Minh Luân đâm ói máu cho chị. Tất cả những thằng chó đẻ nào mà đánh đập mình phải nhớ tên họ của nó đưa qua cho chị để chị đưa nó lên diễn đàn cho đẹp mặt của nó. Quên nữa, đến nay là mùng 2 để tao tụng kinh cho cao tàng cốt tổ của những thằng chó đẻ mà đưa tên lên. Tao cho tao bay chặt mẹ tao bay. Tao không giết tao bay được thì xe đụng tao bay cho tao chết mẹ tao bay đi đồ thuốc mất dạy đi theo thằng chó đẻ đang đi. Hôm nay là ngày thứ 5, 7 tháng 3 năm 2019 nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Thằng chó đẻ đại quý Lê Thành Tấn, mày là thằng khốn nạn đánh tài xế rồi đây, mày sẽ bị xe đụng mày nát đầu con đĩ mày à. Mày cao tàng cố tổ dòng họ của mày sanh mày ra, tại sao mà không sanh trứng gà trứng vịt lại sanh ra thằng chó đẻ tên là thằng chó đẻ Lê Thành Tấn. Mày vô đảng cộng sản để mày ăn cướp, mày là thằng đại quý mà mày quánh đập những tài xế. Rồi đây ta sẽ biết nhà cửa của mày cho tất cả những chiến sĩ đốt nhà mày, đốt vợ con của mày, quách vợ con mày, gãy sóc mũi, coi mày chịu nổi không thằng chó đẻ. Cao tàng có tổ con đĩ mày à, mày ra thằng chó đẻ Lê Thành Tấn, tao trù ẻo cho dòng họ cao tàng của mày phải chết mất bất kỳ tử, thằng khốn nạn mất dạy đi theo. Đảng chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh, thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh uống máu kinh còn bị tao đào mồ cuốc mã. Tao cho cô hồn xô đầu tất cả những thằng chó đẻ công an nào theo đảng cộng sản để hạ hiếp người dân, những thằng chó đẻ nào tụi bay hãy liệu hồn. Thằng khốn nạn xúc vật nào chẳng hạn như thằng thượng quý Nguyễn Duy Linh và thằng thiếu quý Nguyễn Minh Luân ở tại Phan Đình Phùng, Châu Quế Ba, phường B, thị xã Châu Đốc, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. Rồi đây mày cũng sẽ bị đâm mày ối máu cho mày chết con đĩ mày à, mày luôn mày thấy rõ ràng những thằng chó đẻ công an đã bị chết chưa. Từ thằng đứng ở tại
tại đường đấy xe lửa cũng bị đâm nát mặt băng. Rồi hôm nay là thằng chó đẻ phó công an phường ở quận Cái Răng cũng bị xô té đập đầu vô cầu thang. Mày coi chừng những thằng chó đẻ bông bô tụi bay chắc con ghét mẹ tụi bay. Còn thằng chó đẻ Nguyễn Trọng Lố, thằng chó đẻ Trọng Lố và tất cả những thằng chó đẻ trong bộ chính trị, những thằng chó đẻ theo Tàu Cộng, không biết lý do gì cô hồn các đảng muốn xô đầu tụi bay, cho nên bây giờ tụi bay lời bạc lừa biết người dân bài đặt đăng lên những tờ báo là chấp Tàu Cộng. Lũ chó đẻ bát nước của tụi bay, nhất là thằng chó đẻ tội đồ Trọng Lốt cao tàn cố tổ dòng hộ Nguyễn Trọng Lốt của mày, tao đổ lỗ cầu tiêu cho mày mới thế nào là lễ độ. Còn thằng chó đẻ Tô Mặt Lờ là thằng Tô Lâm bộ trưởng công an, mày đòi tri nã tao, tao tri vô cái lầu lầu con gái mẹ mày, tao tri vô bàn thờ thằng cha cũng đĩ mẹ mày. Thằng chó đẻ Tô Lâm băm sáu họ cha băm ba họ mẹ họ mũ họ mã tam tàu ngũ lôi thần hoàng bộ cảnh đất đai dương tạch, những người khuất mặt khuất mày âm siêu dương tới pháp giới chúng sanh, những dòng hồn yếu tử, những người nào là nạn nhân của đảng cộng sản phải xô đầu cả dòng họ của thằng chó đẻ Tô Lâm, làm cho Trọng Lốt thanh trần đưa nó vào lò lửa. Tất cả những người khuất mặt khuất mày, những quan hồn yếu tử, những người không nhà nương tựa, những người chết quan chết ấp trong đồn công an phải giúp đỡ cho tất cả những chiến sĩ ba sạch thành công, đốt sạch sẽ những công ty của thằng Tàu Cộng và đốt chết nhà của những thằng chó đẻ đặc đi cộng sản, cho bỏ thật đi theo lũ chó đẻ đặc đi. Còn những con chó xúc giật vào đây bung bô cho cộng sản là lũ ăn cướp thay con uống máu lờ thay nước lạ, là những lũ bung bô điều tra, là những lũ mà gọi là dư luận viên, thì tụi bay đi chết hết đi, nhiều lũ xúc giật chó đẻ. Chửi cho tụi bay biết thế nào là lễ độ, tao tụng cho vấn đề là thằng cha con gái mẹ của mày biết thế nào là lễ độ, mày bỏ tụt mày mất dạy. Tất cả những thằng chó đẻ công an nào mà hà hiếp người dân mà đánh đập người dân, các em đưa cho chị, chị sẽ đưa tên nó lên mỗi ngày để cho nó biết thế nào là lễ độ. Tin vui chị ạ. Một thằng chó đẻ công an phường tử vong chị ạ. Ừ, cho nó chết mẹ nó đi em. Cảm ơn em đưa tin cho chị. Cái đúng là hôm nay là chị quên đó. Chị không có tụng kinh bởi vì cái lịch người ta mua cho chị hôm nay các em coi nó ghi cái chữ mùng 1 nè. Nhưng mà chị nhờ có trên internet, chị coi cái lịch chánh tâm là đây là cái lịch nó in sai. Bữa nay là ngày mùng 2 cô hồn. Bởi hồi hôm này chị nằm mộng đó thì chị thấy cô hồn nó nhắc nhở cho chị. Cho nên hôm nay đó cái lịch nó in là mùng 1 mà chị sửa lại mùng 2 liền. Bởi vì chị đã coi kỹ lịch lại. Cảm ơn các em ở trong nước. Có một em bé trai rất là dễ thương, chiến sĩ ba sạch đã cho chị biết hôm nay là mùng 2 là ngày cô hồn nha. Các em thấy cái lịch nó in không? Nó in sai đó nha. Đó, bữa nay nó ghi cái ngày mùng 1 nè. Chị cứ tưởng ngày mai là mùng 2 có cô hồn, nhưng mà không phải nha. Lịch nó in sai, hôm nay là đúng ngày mùng 2. Chị sửa lại con số 2 để chị tụng kinh đó. Cho nên các em khi nào mà tới mùng 2 hoặc 16 là các em biết là ngày của cô hồn, phải gửi cho chị ngay để mà nhắc nhở chị, để mà chị biết, để tránh những cái tình trạng mà những cái tờ lịch nó in sai như thế này. Các em thấy nó in sai đó. Bởi chị đâu có thèm coi theo những cái lịch nó bên đây đâu. Có những khi nó sai cho nên mình phải coi lại, coi đi coi lại cho thật là nhiều. Để nó không có linh trong gì hết trơn. Mình phải cúng đúng cái ngày đó. Đúng cái ngày mùng 2, 16 là người ta những đây là để cho cô hồn nó giấc dưỡng nó ăn. Còn ngày 15 là của ngày những cái người mà người ta những đây là thần tướng đâu kia người ta đi. Dành riêng ra như vậy. Hello chị Lisa yêu yêu, em hôm nay cung cấp cho chị những tin tức như sau. Tàu Cộng ra tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng năm 2019 thêm 7,5%, tức là lên tới 178 tỷ đô la. Mặc dù nền kinh tế suy yếu nhưng lũ Tàu Cộng vẫn cho tăng ngân sách quốc phòng năm 2019 tăng hơn 8% nữa để phục vụ cho chiến tranh ở tại Biển Đông và chuẩn bị đập thằng đảng đĩ Việt Cộng một trận nên thân. Hôm ra ta thấy nó lội lội, nó không dám nói tàu lạ nữa rồi. Nó đem tên thẳng thằng Tàu Cộng ra luôn rồi. Ngân sách năm nay lên tới 178 tỷ đô la tính theo con số công bố. Còn con số thiệt hại
đã lên tới 250 tỷ đô la. Nguyên nhân là Tàu Cồng muốn kích chiến tranh ở ngoài khơi Biển Đông để mà chiếm đảo Trường Sa của lũ đảng địa, chiếm luôn mỏ dầu và mỏ khí đốt cá voi xanh, và để đất luôn thằng đảng địa Việt Cộng vì giáp qua mặt khai thác mỏ khí đốt cá voi xanh trị giá 6 tỷ đô la, nên mới chịu tăng cường ngân sách quốc phòng để chế tạo thêm vũ khí đạn dược để đánh lũ đảng địa Việt Cộng. Ngoài ra Tàu Cộng buộc phải tăng cường quốc phòng để chống lại Mỹ và Nhật và Hàn Quốc như Đài Loan, cũng như Đài Loan. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm bởi vì Tàu Cộng đã bành trướng trở lại, chuẩn bị dùng quân sự để gỡ thua kinh tế và chiếm đất Việt Nam. Chỉ cần đảng địa Việt Cộng dám ra khai thác mỏ cá voi xanh trị giá 60 tỷ tiền thằng gia hồ, thì Tàu Cầm sẽ giải cho Việt Cầm đáng đi một bài học, và lần này sẽ đầm máu hơn gấp 10 lần năm 1979. Giữa lúc Tàu Cầm đánh chiếm biển đảo thì chiến sự ở Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang cả trên trời lẫn dưới biển. Cụ thể là quân đội Pakistan bất ngờ đưa máy bay không người lái bay qua biên giới của Ấn Độ, rồi bị tiêm kích Su-30 của Ấn Độ bắn rớt tại chỗ. Sát máy bay rớt ngay trong biên giới Ấn Độ nên chọc cho Ấn Độ điên máu. Ngay sau đó thì Ấn Độ lập tức phản công, đưa một chiếc tàu ngầm đã xâm nhập vô hải phận Pakistan để mà trả thù, nhưng đã bị Pakistan phát hiện được và huy động toàn quân để truy đuổi chiếc tàu ngầm. Đây là tàu ngầm Kilo mà Ấn Độ mua của Nga nên chất lượng rất là dột, vừa mới lặn vô là đã bị Pakistan phát hiện ngay. Sau đó thì Pakistan đã huy động toàn bộ lực lượng hải quân để đi truy lùng tàu ngầm Ấn Độ, nên làm cả vùng biển Ấn Độ đã dậy sóng. Tình hình chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và vô cùng nguy hiểm ở trên không cũng như trên biển, nên có thể bùng nổ chiến tranh bất kỳ lúc nào. Nếu Pakistan phát hiện được tàu ngầm của Ấn Độ thì sẽ cho bắn chìm ngay lập tức, thì chiến tranh Ấn Độ và Pakistan sẽ leo thang lên tầm cao hơn nữa. Ấn Độ và Pakistan bùng nổ chiến tranh thì càng thuận lợi cho Tàu Cộng chiếm Biển Đông và cả nước Việt Nam phen này, bởi vì thế giới đang tập trung vô Ấn Độ và Pakistan mà quên đi chuyện Biển Đông, thì Tàu Cộng thừa nước đục để mà thả câu. Thằng Tàu Cộng nó ngồi nó âm thầm lắm, nó đợi cho vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ nó ra vấn đề là Ấn Độ với Pakistan đánh nhau đi để cho thế giới dồn con mắt vào, hoặc là nó để cho Syria với dạ Do Thái đập với nhau, cả thế giới đưa con mắt vào. Trong khi đó tình báo qua Nam thì nó âm thầm, nó đi qua bắt đầu nó khiều thằng chó đẻ đảng đĩ cộng sản để mà dâng hết những cái mà vấn đề là đặc khu cho nó vào. Tàu Cộng sau khi mà thúc đẩy cho thằng chó đẻ tội đồ Trọng Lũ giao những cái đặc khu, thì kể như là Bộ Tài chánh của đảng đĩ đã khai rằng trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều, đảng đĩ Việt Cộng đã tốn tiền rất là nhiều mà không thu hoạch được gì cả. Bởi vì Donald Trump sau khi mà đàm phán không thành đã bay mẹ nó về lại Mỹ, còn thằng Kim ủng ịch thì ở lại ăn dầm nằm về ỉa đái ở Ba Đình gần 5 ngày trời, khiến cho tiền bạc tốn rất là nhiều. Đổi lại thì thằng Kim ủng ịch nó không cho một trái tên lửa nào để cho Việt Nam có trong tay, cho nên Bộ Tài chánh đã bắt đầu yêu cầu thằng tội đồ Trọng Lũ và đảng đĩ đã tăng giá xăng. Việt Cộng cho tăng giá điện 9% vào tháng 3 này để tiếp tục cướp tiền của toàn dân thêm một lần nữa sau khi tăng giá xăng 1.000 đồng một lít. Cụ thể là đảng đĩ Việt Cộng đã quyết định tăng giá điện thêm 9% bắt đầu từ 1 tháng 3 này để tiếp tục cướp tiền của người dân để bù vào ngân sách, bù vào số tiền mà tổ chức hội đàm Trung Kim. Vì vậy nên giá điện tháng 3 sẽ tăng ít nhất
là 9% cho mức tiêu thụ thấp nhất, còn mức cao nhất thì tăng tới 60%. Để cho chết toàn dân đợt này, vì ai cũng phải xài điện, mà giờ điện lên giá thì toàn dân sẽ bị cướp tiền một cách trắng trợn. Ngoài ra hàng hóa dịch vụ cũng sẽ tăng ào ạt chóng mặt theo giá điện để bù đắp chi phí và lợi dụng cơ hội này. Cho nên toàn dân sẽ gánh tới 3-4 đợt siêu lạm phát phen này, sẽ đẩy tỷ lệ lạm phát năm nay lên tới 70%. Nguyên nhân vẫn là do thâm hụt ngân sách, sắp bể nợ tới nơi, đảng đỉ bỏ cái thói mất dạy, khổ mà nổ, và đặt đứng ra tổ chức cuộc hội nghị thượng đình, nên phải bây giờ phải ôm trái đắng. Mà đảng đỉ ôm trái đắng thì nhắm vào người dân Việt Nam mà cướp để bù đắp ngân sách. Đây là cách bù đắp nhanh gọn và dễ dàng nhất. Nên việc cầm đang đi cứ nhắm vô xăng điện mà tăng giá để mà cướp tiền của toàn dân. Lúc này giá xăng và giá điện đều cùng tăng một lượt, nên chắc chắn sẽ gây ra siêu lạm phát tại Việt Nam trong 1-2 tuần nữa thôi. Vì vậy toàn dân phải rút hết tiền trong ngân hàng ra, rút hết vốn khỏi bất động sản, rút hết vốn đầu tư kinh doanh, rút hết lương hưu bảo hiểm, bắt sạch cổ phiếu trái phiếu để dồn tiền mua vàng và đô la, còn không sẽ trắng tay, bởi vì sẽ tăng giá lên và siêu lạm phát. Sau khi tăng giá xăng giá điện thì việc cầm tăng thuế trước bạ lên gấp 5 lần. Cụ thể là thuế trước bạ của xe hơi sẽ tăng gấp 5 lần từ tháng 4 trở đi. Loại xe nào cũng bị tăng phí trước bạ 5 lần. Nguyên nhân là việc cầm thâm hụt ngân sách, sắp bể nợ tới nơi, nên nhắm vô người giàu mà cướp tiền. Ngoài ra việc cầm giảm thuế nhập càng, nên phải tăng thuế trước bạ lên gấp 5 lần để bù đắp lại, để cướp tiền của toàn dân Việt Nam. Nên một chiếc xe trị giá 1 tỷ đồng thì phải đóng thuế trước bạ 500 triệu. Tình hình này thì các hãng xe sẽ ế hàng dài dài, khỏi còn ai mua, bởi vì thuế trước bạ tăng gấp 5 lần thì không ai chịu nổi. Lúc này người dân đừng thèm mua xe hơi, ai ngục mới mua xe hơi, bởi vì thuế trước bạ đã tăng lên gấp 5 lần, mua là tốn tiền gấp 5 lần. Ngục thì cứ mua đi, ở Việt Nam đường như con lã với ổ gà ổ chó không, mà bà đặt mua để làm gì? Ta nói thằng Mỹ nó chơi cay lắm. Nó biết thằng đảng đỉ là cái bàn chuẩn bị là trào máu họng tới nơi rồi, mà nó biết là cái lũ này là gì sĩ diện lắm, cho nên nó giả bộ biết không. Nó hỏi vậy chứ có nước nào mà chịu đăng cai hội đỉnh thượng đỉnh không. Cái thằng đảng đỉ nó giơ tay nó nói tôi cho, nó nói mày có đủ tiền không. Nó trời ơi yên tâm đi, xã hội chủ nghĩa ta, tao mới đăng báo lên Việt Kiều gửi về tới 19 tỷ lần. Nó nói trời giàu quá trời giàu. Giàu hả? Ok. Nếu giàu thì thôi bây giờ vấn đề là kêu bằng là để cho anh để cho thằng đảng đỉ nó tổ chức đăng cai cái cuộc họp thượng đỉnh nha. Thằng chó đẻ đảng đỉ hí hận. Tao nói hí hận, bắt đầu là làm qua với toàn thế giới. Rốt cuộc rồi bây giờ hội nghị thì nó đéo có thành, mà tiền thì tốn thấy mẹ luôn, thì bây giờ phải tăng tiền lên chứ sao. Mà tăng tiền của dân ngu lên chứ sao. Việc cộng tung tin ấu dâm để che giấu tình hình căng thẳng ngoài Biển Đông và tăng giá ào ạt nền kinh tế. Cụ thể là việc cộng cố tình đăng những cái tin ấu dâm sầm lờ trong mấy ngày gần đây ở trong ngành giáo dục để che giấu tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng ở ngoài Biển Đông với tàu cộng, và nó lạc hướng toàn dân khỏi việc để khỏi có la làng về tăng giá xăng, điện, gas, thuế phí liên tục. Đây là bệnh của ban tuyên giáo đưa xuống cho các tờ báo phải tập trung khai thác chuyện ấu dâm mà không được khai thác chuyện Biển Đông và giá xăng tăng lên, cũng như giá điện, giá gas, giá thuế trước bạ đã tăng lên. Bởi vì Việt Cộng muốn dùng chuyện ấu dâm của những thằng thầy giáo trong xã hội chủ nghĩa để đánh lạc hướng toàn dân Việt Nam, để cho toàn dân Việt Nam
cứ chạy vào những cái chuyện áo dâm của những thằng chó đẻ thầy cô giáo mà che giấu chuyện Biển Đông và tăng giá đồ thứ. Nên tuyên giáo mới ra lệnh cho báo chí nhắm vô những chuyện áo dâm sexual mà làm tới. Như vậy thì toàn dân mới quên chuyện kinh tế và Biển Đông, tạo cơ hội cho việc cầm bán nước và tăng giá ào ạt một cách dễ dàng mà không bị chống đối từ người dân. Ngoài ra chuyện áo dâm không làm sập chế độ được, cho nên Việt Cộng không sợ mới bật đèn xanh cho một lũ báo chí dồn sức vô những vụ mà áo dâm. Đây là độc kế của lũ Việt Cộng vì đất lạc hướng được toàn dân Việt Nam. Tới khi dân tỉnh lại thì giá điện tăng, giá dầu tăng, giá thuế đóng trước bạ tăng, tất cả đều tăng ào ào ạt ạt mà người dân thì không biết mẹ gì. Rồi Tàu Cộng chiếm luôn đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Việt Cộng thừa biết là người dân Việt Nam thì thích sex, tức là làm tình, thích gái gú, nên mới ra lệnh cho báo chí tập trung vô ba cái chuyện áo dâm xàm lờ hoặc là kiện thưa. Vấn đề là kêu bằng là ly dị của tập đoàn cà phê Trung Nguyên để đánh lạc hướng toàn dân Việt Nam. Vì vậy toàn dân phải lo tập trung vô mò khí cá voi xanh ở Quảng Ngãi, và toàn dân phải la làng lên về tăng giá xăng, tăng giá điện, tăng giá gas, tăng giá hàng lên, chứ đừng thèm quan tâm chuyện áo dâm nữa, còn không là trúng kế của đảng đĩ Việt Cộng. Cho nên khi mà giá xăng tăng lên thì chiến sĩ Ba Sạch đã cho cháy một bồn xăng, một cây xăng, thì tất cả mọi người phải mạnh mẽ hơn nữa để cho đốt nhiều cây xăng hơn, để cho đảng đĩ biết thế nào là lễ độ. Ngay sau khi chỉ đạo cho báo chí đăng tin áo dâm thì Việt Cộng lập tức cho tăng giá gas thêm 17.000 đồng một bình trong tháng 3. Cụ thể là giá tất cả loại gas đều tăng ít nhất 17.000 đồng một bình cho bình 12kg trong tháng 3. Còn bình gas 14kg thì tăng giá nhiều hơn nữa. Hàng gas nào cũng lên giá để cướp tiền, moi tiền của dân vì đã được Việt Cộng bào kê cho tăng giá gas. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mà giá gas tăng thêm. Chỉ trong 3 tháng mà giá gas đã tăng tới 100.000 đồng một bình. Nhưng Việt Cộng còn muốn tăng giá tiếp tục hơn nữa, chứ chưa dừng lại mà cứ mỗi tháng sẽ lên giá gas một lần để cướp tiền của toàn dân. Bởi vì gas là sản phẩm thiết yếu, ai cũng phải xài để nấu ăn, cho nên tăng giá thì sẽ cướp tiền của toàn dân, nhất là ở thành phố mà không ai trốn được. Hậu quả là chỉ sau một đêm mà giá gas tăng vọt, làm cho người dân trốn váng, bởi vì tiệm gas nào cũng lên giá ào ào. Như vậy thì giá gas, giá xăng dầu, điện nước đều đã tăng lên ào ào ngay từ tháng 3 này. Thì giá hàng hóa dịch vụ chắc chắn sẽ tăng mạnh theo, chứ không bao giờ được giảm. Giá hàng hóa dịch vụ sẽ tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi kể bắt đầu từ tháng 3 này. Bởi vì giá xăng dầu, khí gas, điện nước đều tăng mạnh trong tháng 3. Hiện tại thì tiệm nào cũng cho tăng giá hàng hóa để đón đầu đợt tăng giá, cho nên giá cả chỗ nào cũng tăng từ gấp rưỡi tới gấp đôi. Hậu quả là sẽ gây siêu lạm phát cho nền kinh tế của đảng đĩ trong năm nay, vì giá hàng hóa dịch vụ đều tăng vọt. Trong khi tiền của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh rớt giá, tỷ lệ lạm phát năm nay sẽ tăng lên 80% theo dự đoán. Bởi vì việc cầm tăng giá xăng dầu, điện nước, ghét thuế phí ào ào, vì vậy toàn dân phải lập tức rút hết tiền trong ngân hàng ra, phải cẩn thận rút hết vốn khỏi bất động sản, không nên mua đất mua nhà sẽ bị cướp sạch sẽ, rút hết vốn đầu tư kinh doanh, rút hết lương hưu bảo hiểm, bán sạch cổ phiếu trái phiếu, ngưng hết những ăn chơi du lịch để dồn tiền mua vàng và đô la để cẩn thận, còn không sẽ mất trắng hết tài sản bởi vì siêu lạm phát bắt đầu đã nổ ra. Sau khi tăng giá xăng, giá điện, giá gas thì Việt Cộng còn tăng giá làm đất sét để làm gạch, tiếp tục cướp tiền của người dân. Cụ thể là thuế môi trường của tất cả các
các loại đất sét làm gạch sẽ tăng lên mức tối đa là 15% ngay từ tháng 3 này. Vì vậy, giá gạch xây nhà sẽ tăng giá lên 30% vì giá đất sét đã đóng thuế môi trường tăng, cộng thêm tiền điện, nước, xăng dầu, gas đều tăng thì coi như là giá gạch phải tăng lên theo để bù đắp chi phí. Giá gạch tăng thì đầy giá nhà tăng thêm 30%, bởi vì nhà nào cũng phải xây gạch nên gạch lên giá thì giá nhà phải tăng, cuối cùng sẽ bể bong bóng bất động sản. Bởi vì giá nhà tăng quá nhiều thì không có ai mua, là bong bóng bất động sản phải bể ra cho phá sản hết các tập đoàn bất động sản của Việt Cộng. Lúc này toàn dân phải rút hết vốn khỏi bất động sản, không mua, không đầu tư nhà đất nữa, bởi vì bong bóng bất động sản đang bể ra sạch sẽ. Có những thằng nó ngu, nó vô nó nói giá nhà ở Việt Nam cao hơn bên Mỹ. Mẹ nó ra cái đất nước tự do, mẹ nhà cửa hả, không ai dám cướp đất, không ai dám giải phóng mặt bằng. Mà giá nhà bên đây nó không cao bằng ở bên Việt Nam. Còn giá nhà Việt Nam toàn là bong bóng nó thổi lên không. Một cái miếng đất bằng hai ngón tay chéo như là cái thẹp người ta vậy mà là thổi lên mẹ mấy chục tỷ đô la, chó nó mua chứ ai mua. Bởi thằng Tàu Cẩm nó đem toàn là tiền thằng giàu hồ ra, cho nên nó thổi lên như vậy để nó mua. Khi nó mua lại nó bán ra thì làm gì mà những này là người dân nào có tiền mà mua. Đó là cái chiêu mãi vỏ sân đông đó. Lisa giờ Lisa thổi cái căn nhà ở Việt Nam, Lisa vừa ý căn nhà nào Lisa đưa nó lên cả trăm tỷ cũng được. Nhưng mà tao in toàn là tiền thằng già hồ qua tao đưa không? Tao cầm bao bố qua tao đưa, hoặc tao đem vàng hóa chất qua tao đưa không? Tao đưa mấy chục ký lô vàng hóa chất qua không cũng được, bởi vì toàn là đồ giả không. Tao lấy đồ thiệt của mày, tao lấy nhà mày, lấy đất mày. Tao đưa đồ giả cho mày, mày đi ra mày bán mày ăn mày giọng đi. Sau khi tăng thuế gạch thì Việt Cộng cho tăng thuế trước bạ của nhà đất luôn, của xe hơi lên gấp 3-4 lần. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 4 sắp tới thì thuế trước bạ của xe hơi sẽ tăng gấp 4 lần. Thuế này áp dụng luôn đối với xe tải, nên xe hơi hay xe tải đều bị tăng thuế gấp 4 lần. Còn nhà đất thì bị tăng thuế trước bạ lên gấp 3 lần, nên mua nhà đất là sẽ bị đóng thuế gấp 3 lần. Bất kể loại nhà đất nào ở đâu cũng bị tăng thuế trước bạ lên gấp 3 lần. Đất ruộng cũng phải đóng thuế trước bạ gấp 3 lần chứ không thoát được. Việt Cộng rất mu mu nên toàn nhắm vô sản phẩm thiết yếu và bất động sản của toàn dân Việt Nam mà đánh thuế cho ẻo xương sống người dân, cho dân khỏi chạy đi đâu được, khỏi trốn thuế được. Nguyên nhân là Việt Cộng đã cạn kiệt ngân sách, nợ nần ngập đầu, sắp bể nợ tới nơi nên phải điên cuồng cho tăng thuế phí, tăng giá điện, nước, gas, xăng dầu để bù đắp. Bởi vì cướp của dân là dễ dàng nhất, nhanh gọn nhất, cho nên đảng để Việt Cộng cứ nhắm vào dân ngu cu đen mà cướp sạch bằng cách cho tăng thuế phí lên. Thuế trước bạ tăng 3-4 lần thì giá xe hơi, nhà đất sẽ tăng ào ào. Vì tăng thuế thì khỏi còn ai mua nhà đất, xe hơi nữa, là sẽ bể hết bong bóng bất động sản, phá sản hết ngành xe hơi. Lúc này toàn dân phải cẩn thận và rút sạch sẽ vốn khỏi bất động sản, không mua, không đầu tư nhà đất nữa, bởi vì bong bóng bất động sản đã bị bể tan tành. Ai ngu mới mua nhà đất vào thời điểm này? Ngoài ra không được mua xe hơi bởi vì thuế đã tăng tới 4 lần như vậy. Thằng nào ngục nó mua xe hơi đi. Ở Việt Nam mua xe hơi đi, nó đánh thuế trước bạ 5 lần như vậy, tao cho mày chết mẹ mày đi. Chạy xe hơi sao mà tông xuống cái ao, cái hào đó ở Việt Nam đó. Kệ mẹ nó đi, ngu cho nó chạy đi. Đối với những cái lũ đó, ngu cho nó chết mẹ nó đi. Cho nên toàn dân Việt Nam cẩn thận nha. Nếu ai mà vấn đề là nó tăng lên vậy đó, bây giờ đó ăn quen rồi ngủ đâu có được đâu. Cho nên đụng tới cái là cho sạch sẽ nhà cửa lắm, bắt đầu nó lên giá ghét, nó cho nó tập cho nấu ghét là nó lấy tiền. Chị là nó nấu mẹ nó củi đi, thọt củi vô nấu như ngày xưa đi.
không có nấu ghét nấu quần què gì nữa. Ở dưới miền Tây đó người ta nấu bằng cái mẹ toàn là bằng điện không à, toàn là bằng ghét không à. Ok, thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khoai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.